Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta có hai hàng đã thức đáng nhớ. Đó chính là a mũ 6 trừ b mũ 6. Hằng đẳng thức thứ hai đó là cái cục này. Như vậy, trong trường hợp này, đối với cục đầu tiên á, chúng ta sẽ nhân với lại cái cục này để tạo ra a mũ 6 trừ b mũ 6 cho cái cục này và cái cục này. Như vậy nó sẽ thành như thế này. Tại vì nó dài quá, bây giờ mình sẽ ghi chấm chấm nha. Mọi người tự tưởng tượng là cái cục này là cái cục như thế này nha. Mình không đủ chỗ. Còn cục thứ hai chính là cái áp dụng cục này. Cái cục này nè sẽ biến đổi thành cái cục A mũ 6 trừ B mũ 6. Thì chúng ta sẽ có cái cục này mũ 6 và cục này mũ 6. Tiếp tục cục này thì chúng ta sẽ rút gọn lại thành như thế này. Như vậy cái cục này nè, 6 chia cho 3 là 1 cộng x tức cả bình phương. Còn căn bậc 2 là 1 chia cho 2, 6 chia cho 2 là 1 trừ x mũ 3. Tiếp tục trừ x trừ với lại x thì chúng ta có trừ 2x, 1 trừ 1 bằng 0. Bây giờ mình tách cái cục này ra. Còn cái cục này á thì chúng ta cũng tách ra luôn. Và bây giờ chúng ta rút gọn lại cái cục này. Bây giờ 1 trừ 1 ra 0. 2x trừ với trừ là cộng là 5x. X bình phương trừ với lại 3x bình phương là chúng ta có trừ 2x bình phương. Trừ với trừ là cộng. Sau đó mình chia cho chữ x cho tử và mẫu. Và từ đây chúng ta chỉ cần bỏ số 0 vào.
Thì chúng ta tính cái cục này nè sẽ là số 2. Còn cái cục này nè chúng ta có 6 thì chúng ta sẽ có số 6 là cái cục này nha. Như vậy chúng ta rút gọn và tính ra là trừ 5 chia cho 6. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.